các bạn đã đến với buổi live stream của Tất Trần TV. Hôm nay thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng nói về đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận đấu gặp đội tuyển U23 Kuwait, đúng không? Một trận đấu mà có lẽ là lúc này những ai mà yêu bóng đá Việt Nam, yêu đội tuyển Việt Nam, yêu U23 Việt Nam và vẫn còn quan tâm đến bóng đá Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể bỏ qua. Tôi coi đây là một cái trang sử mới các bạn ạ. Trang sử mới của bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta đang có một huấn luyện viên mới tại U23 Việt Nam. Nói là mới thôi nhưng mà thực ra một vị huấn luyện viên quá quen thuộc trong công tác đào tạo trẻ rất nhiều năm rồi. Thì hy vọng rằng là với một người cũ nhưng mới, mới nhưng cũ này thì chúng ta sẽ có được những cái sự thích nghi rất là nhanh để có được một cái trận đấu tốt, một giải đấu tốt. Và đặc biệt là làm sao mà tôi mong muốn là lấy được lại những cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Thực ra tôi nghĩ rằng là sau cái thất bại của huấn luyện viên Philippe Douzé thì niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam nó bị cạn đi rất là nhiều, và những cái giải đấu như thế này ấy, sẽ là những cái cơ hội để chúng ta đi lại, gọi là chúng ta làm lại từ đầu, có thể coi là như thế. Đây là một giải đấu mà mục tiêu của đội tuyển chúng ta là vượt qua vòng bảng, mục tiêu rất thiết thực. Thế còn thì cái việc mà để một mục tiêu mà để giành vé đi Olympic thì nó là một mục tiêu tương đối khó khi mà chúng ta phải vượt qua được đến trận tứ kết để có mặt trong trận bán kết. Đấy, thì mới có thể là có cơ hội được đi Paris để tham dự Olympic. Đấy là một, nói chung là một cái bài toán rất là khó. Thế thì thời điểm này là đã có cái danh sách rồi các bạn nhé. Danh sách của các cầu thủ sẽ thi đấu trong trận đấu này rồi. Thế thì mình cũng công bố cho các bạn để các bạn biết, tức là đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cái danh sách thi đấu cũng là mình đã chuẩn bị rất là kỹ rồi. Xin mời. Thủ môn của chúng ta là Quang Văn Chuẩn. Đấy. Các trung vệ của chúng ta, như vậy chúng ta thi đấu với chung sơ đồ là 3-4-3 với Lương Duy Cương đứng ở trước mặt Quang Văn Chuẩn, cánh phải Lê Nguyên Hoàng, một trung vệ rất trẻ và rất là tiềm năng. Trung vệ tiếp theo là Ngọc Thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cũng là một người mà được giới chuyên môn đánh giá rất cao, và thậm chí là trung vệ Quế Hồng Hải cũng đã dành rất nhiều những lời khen cho Ngọc Thắng. Hai hậu vệ cánh thì theo sắp xếp của mình sẽ là Khuất Văn Khang ở cánh trái và Hồ Văn Cường cánh phải. Thực ra mình hơi băn khoăn vị trí Khuất Văn Khang, vì mình nghĩ rằng là Khuất Văn Khang thì sẽ được xếp ở tiền vệ thì nó hay hơn. Thế còn đấy còn có bạn Võ Hoàng Minh Khoa và bạn Thái Sơn thì mình đang xếp tạm ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thì không biết được là khi mà vào cái sơ đồ đội hình thì có chính xác như này hay không. Vì ấy, nó có một vấn đề nữa là chúng ta đang tung ra hai cầu thủ khá cao giáo là Võ Nguyên Hoàng cũng như là Văn Tùng chơi ở vị trí tiền đạo và Đình Bắc cũng chơi ở đây. Thì đấy thì mình đang xếp theo cái suy nghĩ của cá nhân mình. Thì mình nghĩ rằng là đây là đội hình 11 người ra sân nhá. Thế còn cái vị trí ấy, thì mình không chắc chắn 100% các bạn ạ. Vì đây là cái góc nhìn của cá nhân thôi. Vì các bạn thấy là lúc này thì nếu như hợp lý thì chúng ta sẽ có một tiền đạo thi đấu dạng mục tiêu ấy. Đấy, theo kiểu Văn Tùng hoặc Nguyên Hoàng, nhưng mà đây là cả hai cầu thủ cùng thi đấu. Thế thì không hiểu là ông Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ xếp theo kiểu như thế nào. Có thể đây là một cái sơ đồ mà hai hai cầu thủ tiền đạo chơi ở cao nhất, sau đó là Đình Bắc sẽ chơi ở ngay sau lưng. Đấy, theo kiểu như này, mình sẽ xếp lại một chút xem các bạn có thấy hợp lý hay không. Đấy thì mình nghĩ rằng là có thể thôi, sẽ là có thể thôi nhé bạn nhé. Sẽ là như thế này chẳng hạn này. Đây. Mình nghĩ rằng là sẽ có thể là sẽ như thế này. Đấy, sẽ xếp kiểu như này. Đây, tức là Đình Bắc sẽ chơi ở ngay phía sau của Nguyên Hoàng hay là Văn Tùng để tạo ra một cái bộ tam giác ở hàng tiền vệ. Có thể là như thế các bạn nhé. Hoặc là có thể là Khuất Văn Khang sẽ Võ Hoàng Minh Khoa sẽ đổi vị trí cho nhau. Đây là một cái sơ đồ mà mình nghĩ rằng là nó có một cái sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của môn Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương hay là Ngọc Thắng đều là những cầu thủ mà mình nghĩ rằng đã khẳng định được chuyên môn. Hồ Văn Cường cũng là một cầu thủ đã thể hiện được cái năng lực của mình trong màu áo của U23 Việt Nam trước đây. Mình tin rằng Hồ Văn Cường đang là một trong những hậu vệ cánh phải của U23 Việt Nam xuất sắc nhất, và cái vị trí này là vị trí mà rất khó để có thể thay thế. Thế còn vị trí hậu vệ cánh trái thực ra có thêm ở cả trường hợp của Văn Toản nữa. Và trong các buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Kuwait ấy, thì thực ra là Văn Toản cũng thường xuyên
được xếp ở vị trí hậu vệ cánh trái và thực hiện những quả đá phạt góc. Tuy nhiên là đây là lúc mà tung ra đường chính thức thì sẽ không có Văn Toản. Đây cũng là điều mà tương đối bất ngờ với cá nhân mình, vì thực ra là theo thông tin mình nắm được thì Văn Toản được tập luyện rất là nhiều những quả đá phạt góc. Bên cạnh đấy là thường xuyên cũng á ngữ ở hành lang này. Nhưng mà Khuất Văn Khang cũng là một trường hợp không quá là lạ, khi mà trong quá khứ thì Khuất Văn Khang đã từng chơi ở vị trí này rồi. Huấn luyện viên Philippe Thuzier đã từng xếp Khuất Văn Khang ở vị trí hậu vệ cánh trái trong trận đấu, mình nhớ không nhầm là gặp đội tuyển Iraq tại vòng loại World Cup rồi. Thành ra là Khuất Văn Khang ở vị trí này thì nó sẽ có một số yếu tố, ví dụ như là cái khả năng tranh chấp của Khuất Văn Khang nó không được đánh giá cao, nhưng khả năng phối hợp với các cầu thủ còn lại thì sẽ được đánh giá cao, và khả năng đột phá của Khuất Văn Khang sẽ là một trong những mũi nhọn. Và có thể là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá Oyebar Quest là một đối thủ có thể chúng ta có được 3 điểm. Thành ra là Khuất Văn Khang ở đây không khác gì một cái vai trò là một cái cầu thủ tấn công ở hành lang cánh trái. Để ví dụ mình di chuyển Khuất Văn Khang lên đây, di chuyển Khuất Văn Hồ Văn Cường lên đây chẳng hạn này, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có thêm một đôi cánh rất là mạnh, đúng không? Chúng ta sẽ có thêm một đôi cánh rất là mạnh. Đấy là một điều mà mình nghĩ rằng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ nghĩ đến. Đấy thì còn lại thì các bạn thấy ở hàng phòng ngự chúng ta vẫn còn những cái cầu thủ ở phòng ngự chất lượng. Đấy, và đặc biệt là cái chiều cao của Oyebar Quest người ta cũng thấp hơn mình, chiều cao trung bình thì thấp hơn mình. Thì các bạn thấy ở ở một cái sơ đồ như này thì chúng ta đã có hai tiền đạo rất là cao ở bên trong là Văn Tùng và Nguyên Hoàng. Bên cạnh đấy thì hoàn toàn những Lương Duy Cương này, Ngọc Thắng này hay Lê Nguyên Hoàng có thể băng lên để đóng vai là những cầu thủ tấn công trong những pha đá phạt cố định hoặc là đá phạt góc để giải quyết những bài toán liên quan đến bàn thắng. Thực ra ấy, là với một đối thủ như Oyebar Quest, và đặc biệt đây là một trận đấu đầu tiên của một giải đấu, thì thường nó rất là khó khăn trong những cái pha gọi là chuyền bóng, nó có một chút gì đấy lập cập. Đương nhiên là như thế, vì các bạn nếu như ai đá bóng các bạn sẽ biết được rồi, trận đấu đầu tiên nó luôn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác nó lạ lẫm, nó chưa thực sự thích nghi được với không khí ở bất cứ một giải đấu nào cũng thế thôi, kể cả đội tuyển có hay đến mấy thì những trận đấu đầu tiên luôn là một ẩn số. Trong rất nhiều những giải đấu hàng đầu đã diễn ra thì các bạn thấy là các trận đấu đầu tiên của các đội bóng luôn luôn là gặp những yếu tố bất ngờ. Thành ra là mình nghĩ rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng rất hiểu điều này, đặc biệt đây là một cái đối tượng là các cầu thủ trẻ, cái sự ổn định nó chưa thực sự là rõ ràng. Thành ra là cái chắc chắn đặt lên hàng đầu, và cái việc chơi bóng bổng nó sẽ giúp cho các cầu thủ hạn chế được những đường chuyền gọi là 50-50. Đấy, thì hạn chế được những điều này thì khiến cho chúng ta chắc chắn ở một số những đường chuyền bổng. Tức là chắc chắn đây có nghĩa là ví dụ chúng ta chơi bóng bổng ấy, chúng ta đá ra cánh xong chúng ta chuyền vào trong ấy, chẳng may nó có sai số ấy, thì nó cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng ta vào phát là chúng ta chơi theo kiểu phối hợp nhỏ ngắn mà chẳng may chúng ta có lỗi, hoặc là đối phương người ta chơi pressing tầm cao gì đó thì chẳng may chúng ta có lỗi một hai quả, thì cái sự tự tin của chúng ta vô hình chúng nó sẽ bị mất đi. Thành ra là mình nghĩ rằng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn cái cách chơi như này nó cũng rất là hợp lý thôi. Ở hai chân truyền ở Khuất Văn Khang cũng như là Hồ Văn Cường ở hai cánh đã sẽ có nhiệm vụ là cung cấp bóng từ hai cánh vào bên trong. Sau khi chúng ta có được những cái con người bên trong như thế này ấy, có hai khả năng, một là đánh đầu vào khung thành đối phương, trong trường hợp nếu không được thì hoàn toàn có thể làm tường, bởi vì bên ngoài chúng ta có Đình Bắc, một trong những cầu thủ mà có thể coi là có khả năng sút xa cũng rất là tốt, khả năng đột phá, thì Đình Bắc cũng được coi là một mũi nhọn ở ở ở ở, ở khu vực 16m50. Đấy thì khi mà bóng nhả ra cho được 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 cho Đình Bắc thì có thể là những cú sút. Thế còn thì trường hợp Thái Sơn đứng ở kia sẽ là trường hợp chia bài thu hồi bóng. Còn Võ Hoàng Minh Khoa thì đây là một cầu thủ giống như kiểu công nhân ấy, dọn dẹp và thu hồi và làm sao để đánh chặn. Đấy thì sau khi đánh chặn xong thì đẩy quả bóng cho Thái Sơn để Thái Sơn cung cấp để chia bài cho các cầu thủ khác. Đấy là cái góc nhìn cá nhân của cá nhân mình. Thì các bạn cũng có thể để lại những cái dòng comment để chúng ta xem là quan điểm của mọi người như nào. Ok, cảm ơn khoảng hơn 1.000 anh em đang có trong buổi livestream rồi. Và lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Kuwait cũng sắp đến giờ bóng lăn 10:30, và thời điểm này là thời điểm mà trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Malaysia đấy, đã đi đến hồi kết. Thì đây là một cái trận đấu mà theo góc nhìn của cá nhân mình nhé, đây là trận đấu mà chúng ta rất là quan tâm đấy, bởi vì thực ra là chúng ta sẽ gặp U23 Malaysia ngay sau khi chúng ta có cuộc đối đầu với U23 Kuwait. Thành ra là chúng ta phải quan tâm đến những cái trận đấu như thế này
để chúng ta biết được là đối thủ của chúng ta là chơi như thế nào, đúng không? Thế thì với góc nhìn của mình thì U23 Malaysia là một đội bóng không quá mạnh, thậm chí là có một chút vụng về lúng túng. Thành ra là mình nghĩ rằng hoàn toàn chúng ta có thể có được thêm 3 điểm nữa nếu chúng ta chơi hay, chơi tốt ở trận đấu gặp U23 Malaysia. Đương nhiên là góc nhìn cá nhân thôi, còn thực ra là trong bóng đá thì chúng ta không thể nói trước được bất cứ một cái điều gì cả. Còn lại thì lúc này thì tôi đang quan sát một số những cái chia sẻ của các bạn là khán giả đây. Rồi. Bạn Chu Thanh Kiếm, Chu Kim Thanh, chào anh Tết Trần nhé. Ok, tôi sẽ lọc một số những comment. Chuẩn đeo băng thủ quân, chuẩn luôn các bạn nhá. Quan Văn Chuẩn là người sẽ làm đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này. Theo anh giờ làm thế nào để lấy lại niềm tin cho cổ động viên? Thực ra là bây giờ cái cách lấy lại niềm tin cho cổ động viên là chúng ta phải làm sao mà có được những trận thắng từ những cái giải đấu trẻ như này này. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thì khi mà có được những trận thắng như thế này thì chúng ta sẽ có lại được niềm tin của người hâm mộ. Đấy. Rồi tiếp tục tôi trả lời anh em khán giả bằng cái hình này cho nó chất lượng đi. Trận này sẽ đá 4-3-3. Ở đây là sơ đồ mà mình nghĩ rằng có 3 trung vệ như này thì sẽ là 3-4-3, chứ không không phải là 4-3-3 đâu các bạn. Một sơ đồ mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã xếp đến 3 trung vệ thì chắc là sẽ là 3 trung vệ 3-4-3, có thể là 3-5-2, nhưng mà mình xếp tạm là như thế đấy. Đội hình chính thức có rồi. Tuyến giữa, ui giữa kiểu hơi căng á. Thực ra tuyến giữa như này thì mình thấy là nó đảm bảo sự an toàn thôi. Thực ra trong cái đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam ấy có một cầu thủ nữa là cầu thủ Văn Trường. Đây là một cầu thủ mà mình nghĩ rằng cũng rất là hoàn toàn có thể chơi được vị trí tiền vệ. Góc nhìn của mình thì mình nghĩ rằng là Văn Trường chơi ở vị trí tiền vệ hay hơn ở vị trí tiền đạo. Đây là cầu thủ không thích xoay lưng vào khung thành của đối phương. Và Văn Trường có một vóc dáng cũng rất là cao ráo và đi bóng cũng rất là tốt. Khả năng kiến tạo của Văn Trường cũng rất là hay. Mình rất thích Văn Trường đá vị trí tiền vệ, và nếu như mình được chọn thì mình sẽ chọn Văn Trường đá cạnh Thái Sơn. Với việc Thái Sơn là người thu hồi bóng thì Văn Trường có thể coi là một trong những cầu thủ kiến thiết để cho các cầu thủ khác có cơ hội được nhận những quả chọc khe. Nhưng mà Võ Hoàng Minh Khoa mà ở đây ấy, thì nó đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ chơi cực chắc ở khu vực tiền vệ. Bởi vì là với việc có Võ Hoàng Minh Khoa ở đây thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có được cái cầu thủ có khả năng va chạm, khả năng tranh chấp. Đây, các bạn nhìn đây. Thì hai cầu thủ ở giữa. Thế còn thì mình nghĩ rằng là với cái kiểu chơi như này thì sẽ tấn công cánh nhiều đấy, các bạn ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy Khuất Văn Khang và Hồ Văn Cường hai cánh như này thì mình nghĩ rằng sẽ tấn công cánh nhiều. Chưa kể là Đình Bắc cũng có thể dạt ra hai cánh để nhận bóng, sau đó là phối hợp với các đồng đội. Thì mình tin rằng là trận đấu này sẽ là trận đấu mà chúng ta sẽ chơi biên rất nhiều để tận dụng những pha chồng biên cũng là đá phạt góc. Đấy. Lúc này thì trận đấu giữa Uzbekistan và Malaysia vẫn là tỷ số 1-0 nghiêng về phía U23 của Uzbekistan. Bây giờ thì mình cũng đọc cho các bạn cái đội hình xuất phát của đội Kuwait. Thực ra là nó mình nghĩ rằng cũng ít người biết. Ví dụ như cầu thủ số 2 Gabir, số 4 Joseph Ankwaha, số 6 Khaled Anli, số 7 Ibrahim Mazou, số 8 Fahad Ali, số 9 Saman Mohamed, số 10 Hussein Mosen, số 11 Abdul Baman Karam, số 16 Mahdi Dahati, số 20 Muad Alezei, số 22 Abdulrahman Marouk. Đấy, những cầu thủ này thì rất lạ, đúng không? Với mình thì mình nghĩ rằng là đội U23 Kuwait là một đội bóng mà không phải là một đối thủ mạnh, đối thủ yếu hơn chúng ta, thậm chí hơn rất nhiều. Trận đấu gần nhất họ gặp U23 Thái Lan, họ đã để thua với tỷ số 2-4. Và 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển U23 Kuwait thi đấu ở các giải đấu chính thức thì họ đều hòa và thua thôi. Không có một cái điểm tích cực gì ở đây cả. Các cầu thủ mà sang thi đấu tại giải đấu lần này thì phần lớn là những cầu thủ đã thi đấu ở ASEAN trước đó. Đấy thì nó không có một cái điều gì quá mới cả, và U23 Kuwait được tập trung có mỗi 10 ngày để chuẩn bị cho giải đấu này thôi.
và họ không đánh giá, tức là họ không đặt nhiều cái gọi là sự quan tâm vào giải đấu này. Mục tiêu của họ là cọ sát, gọi là có một cái đội bóng tham dự một cái giải đấu của châu lục cho nó có sự gọi là hòa đồng với khu vực thôi, chứ họ không đặt nặng về mục tiêu gì cả. Với người Kuwait thì họ không yêu bóng đá được như các đất nước vùng vịnh khác, ví dụ như Ả Rập Xê Út, ví dụ như Iran, đúng không? Hay là Iraq hay UAE, họ không sự tình yêu với bóng đá của họ nó thấp. Thành ra là cái sự quan tâm của chính phủ dành cho đội bóng, dành cho môn bóng đá nó rất là thấp. Đó là cái cơ sở để chúng ta thấy là những cái con người của họ để cung cấp cho đội tuyển U23 nó không thực sự phải là những con người tinh túy. Đơn giản thôi, bởi vì họ không có ai quá nhiều tập trung vào bóng đá cả. Thế mình nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể coi Coet là ngang cơ, hoặc là nếu mà tự tin thì có thể là chơi theo kiểu tấn công, bởi vì mình đánh giá đội này nếu như mà không không được cọ sát thường xuyên thì sẽ ít kinh nghiệm hơn chúng ta. Đấy là một điều mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin được điều đấy. Bên cạnh đấy thì các cầu thủ của chúng ta cũng có các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Thái Sơn, Đình Bắc, đúng không? Thì hoàn toàn là chúng ta được chơi ở những cái đẳng cấp cao hơn. Asian Cup chúng ta được chơi rồi, ít nhiều chúng ta đã có những cái va chạm ở môi trường cao hơn, thì chúng ta nên có một sự tự tin. Dẫu vậy thì sự tôn trọng với đối thủ là một điều vô cùng quan trọng. Tôn trọng và tự tin là hai điều nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà khi mà kết hợp hai điều này vào thì chúng ta nhìn nhận đúng đối thủ ấy, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể đánh giá được thực lực và chơi một cách an toàn. Đấy. Cảm giác Việt Nam vẫn chưa sản sinh ra được một tiền đạo cắm đúng nghĩa như Rafael Sơn. Nếu không sản sinh ra được thì tạm thời nhập tịch. Tớ không thích thua trong thế ngẩng cao đầu. Đây là quan điểm của bạn Ánh Dương Media. Thực ra là cái câu chuyện liên quan đến tiền đạo của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam nó đau đáu nhiều năm rồi. Các bạn biết lý do cốt lõi là bởi vì cái giải vô địch quốc gia của chúng ta ấy, là thường xuyên chúng ta sử dụng các cầu thủ nhập tịch đá ở vị trí tiền đạo. Thành ra là các cầu thủ nội mà đá ở vị trí này ấy, là rất khó cạnh tranh. Bởi vì đương nhiên rồi, các cầu thủ nhập tịch thì họ đến từ châu Phi hoặc là những cái nền quốc bóng đá mà có, đương nhiên họ mất tiền mà, họ mất, các câu lạc bộ mất tiền nhiều thì họ phải mang về những cầu thủ chất lượng. Và những cầu thủ chất lượng đấy thì họ sẽ cạnh tranh rất là gắt gao với các cầu thủ nội. Hiếm có những cầu thủ như Tiến Linh, Anh Đức, đấy, một thời có Lê Công Vinh, đúng không? Thì bây giờ thực ra là được những cầu thủ như Văn Tùng hay là Nguyên Hoàng cũng là một cái điều rất là tích cực rồi. Đây là những cầu thủ có tầm vóc, được coi là một một cái gọi là mũi nhọn quan trọng của đội tuyển, của câu câu cấp câu lạc bộ. Thì nếu như chúng ta trau dồi, chúng ta tạo điều kiện thì những cầu thủ tiền đạo này sẽ có được cơ hội để thi đấu ở vị trí tiền đạo, và hy vọng rằng là với những cái mũi nhọn như thế này thì chúng ta sẽ làm ra một cái tương lai của bóng đá Việt Nam có những cái con người chơi đá cắm. Đây là điều thực sự khó khăn và là và vấn đề của đội tuyển quốc gia bao nhiêu năm nay rồi các bạn ạ. Rất khó để có được lại những cầu thủ như Anh Đức hay là bây giờ Tiến Linh cũng thế thôi. Nói gì nói Tiến Linh vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, thậm chí là so với các tiền đạo đã từng của Việt Nam thì Tiến Linh cũng là một trong những cầu thủ nếu ở đạt đạt phong độ cao sẽ là một cầu thủ rất là nguy hiểm. U23 Thái Lan thắng U23 Iraq 2-0. Giờ U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan thì U23 Việt Nam chỉ là đội thảm đỏ lót đường thôi. Chưa chắc các bạn nhé. Mình đánh giá Thái Lan rất là cao. U23 Thái Lan đã thắng U23 Iraq, nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi đi. Chúng ta hãy chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đi các bạn ạ. Hãy chờ đợi để xem màn trình diễn như thế nào. Ở đây mình nghĩ rằng là mình chưa dám khẳng định bất cứ một điều gì cả. Hãy chờ đợi những màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam ở những trận đấu như U23 Kuwait, U23 Malaysia hay là U23 Uzbekistan để biết được thực lực của đội tuyển U23 Việt Nam đến đâu. Đây là ba trận đấu mà chúng ta sẽ có 3 trận để chúng ta đánh giá được đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chơi thứ bóng đá như thế nào. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Sau 3 trận thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ đánh giá được một cách cụ thể hơn. Đúng không? Đó. Văn Trường hay Thái Sơn? Thay Thái Sơn sẽ cân bằng hơn. Một quan điểm của bạn Đặng Hưng. U23 Thái Lan bây giờ quá mạnh, đúng là Thái Lan là cái bóng quá lớn, Việt Nam không bao giờ vượt qua nổi. Mình không phủ nhận một điều là bóng đá Thái Lan phát triển quá mạnh rồi. Nhưng mà U23 Thái Lan thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là chúng ta sẽ làm được gì nếu như chúng ta gặp nhé các bạn nhé. Chúng ta mình có một niềm tin đấy,
vào đội tuyển U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là cái nội lực của các cầu thủ trẻ, và đặc biệt là khi mà chúng ta đã bóng đá chúng ta đi xuống đáy rồi ấy, như đã từng ở năm 2017 ấy, thì rất có thể những cái giải đấu này sẽ là lúc mà các cầu thủ trẻ chơi quên mình, tức là cái sức ép nó không bị đè nặng, không bị kỳ vọng quá lớn, thì các em sẽ có một được một cái sự tự tin, bởi vì cái sự kỳ vọng của người hâm mộ nó đi xuống thấp, thì khi đó thì các em có được sự tự tin vì không bị áp lực mà chơi với tâm lý thoải mái. Và các cầu thủ trẻ ấy, cái điều khác nhau lớn nhất của các cầu thủ trẻ đó chính là tâm lý. Có những cầu thủ căng cứng, ví dụ các cầu thủ tập luyện như nhau, đẳng cấp như nhau, nhưng mà một cầu thủ tâm lý vững hơn, tốt hơn sẽ thi đấu hay hơn một cầu thủ có cùng đẳng cấp nhưng mà tâm lý yếu. Đấy là cái góc nhìn cá nhân của mình. Thế cho nên là chúng ta chưa nên nhận định quá vội về U23 Việt Nam của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Bởi vì thực ra những con người như này ấy, đều là những con người mà nhìn rất có tiềm năng, nhìn rất có tiềm năng. Từ Quan Văn Chuẩn ở thủ môn cho đến tận đến Văn Tùng ở hàng tiền đạo. Tức là chúng ta cứ cảm thấy là họ thiếu một cái gì đấy, nhưng mà vẫn có một cái gì đấy để chúng ta có thể kỳ vọng. Còn nếu như vô danh tiểu tốt hoàn toàn thì ok, mình nghĩ rằng cũng chả có gì để kỳ vọng cả. Nhưng mà chúng ta đang nhìn thấy họ cũng có một cái gì đấy. Nó khiến cho mình có một cái cảm giác giống với cái cảm giác của thời U23 năm 2018. Khi mà các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta, Xuân Trường này, Hồng Duy, Văn Thanh đã từng thất bại ê chề tại cái SEA Games, đúng không? Thì sau đấy cũng chính những cầu thủ đấy, mình thấy họ có một cái gì đấy nhưng họ thiếu một cái gì đấy. Thì đúng đến cái năm 2018 tại Thường Châu, họ đã tỏa sáng bằng một cái lối chơi rất là phù hợp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ chờ đợi. Ở đây mình không khẳng định một điều là đội tuyển này, U23 này sẽ là một cái gì đấy, nhưng chúng ta hãy chờ đợi đi, xem là cái bước tiến và cái bước đi của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu này nó sẽ như thế nào để chúng ta đánh giá một cách cụ thể hơn. Đấy, thì mình nghĩ là như thế. Sau những bết bát của đội tuyển, giờ là lúc U23 Việt Nam lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Bạn Đồng Lê Chanel có comment như thế, rất là giống cái suy nghĩ của mình. Đây là lúc mà chúng ta đang chờ đợi để lấy lại niềm tin đấy. Mặc dù là lúc này người xem khoảng hơn 1.000 người ở trên kênh của mình, thì mình cũng hiểu một điều là sự quan tâm của người bóng đá Việt Nam dành cho U23 Việt Nam lúc này đang bị thấp. Nhưng mà nếu như chúng ta có được những chiến thắng thuyết phục và làm sao mà chúng ta đi sâu vào giải đấu ấy, thì mình tin rằng cái buổi livestream trước mỗi trận đấu nó sẽ không phải con số hơn 1.000 như này đâu. Đấy là cái niềm tin của cá nhân mình, nó sẽ hơn rất là nhiều đấy. Thì nếu như các bạn ủng hộ bóng đá Việt Nam thì để lại cho mình một nút like để làm sao khán giả vào nhiều hơn nhé các bạn nhé. Bạn Tuấn Trần có nói về việc là Đình Bắc sẽ ghi hat-trick nhé Tất Trần. Mình nghĩ rằng là câu chuyện của Đình Bắc đang là một câu chuyện mà khi mình có trao đổi với rất nhiều những cái bình luận viên, rất nhiều những chuyên gia, thì họ đặc biệt là gần nhất mình có nói chuyện thì mình thấy là nhiều người người ta rất là hoài nghi về việc sử dụng Đình Bắc, bởi vì lúc này thì các cầu thủ trẻ có những cái suy nghĩ nó chưa được đúng đắn. Thì cái điều mà mình nghĩ rằng là quan trọng nhất là huấn luyện viên là phải biết cách để làm sao sử dụng các cầu thủ đấy và đưa các cầu thủ đấy về một cái vị trí đúng. Vì ấy, trường hợp của Đình Bắc là một trường hợp vô cùng nhạy cảm. Đây là một cầu thủ có khả năng, có chuyên môn. Nhưng nếu như mà suy nghĩ lệch lạc thì sẽ là một vết xe đổ rất dài và chúng ta sẽ mất đi một tài năng. Đấy là điều mà không ai mong muốn. Thành ra là mình cũng hy vọng rằng là Đình Bắc đang được đá chính rồi, đúng không? Đang được xếp vào vị trí chính thức rồi. Thì cũng sẽ là lúc mà Đình Bắc sẽ tập trung vào bóng đá. Câu chuyện sau đấy của Đình Bắc sẽ là một câu chuyện mà phải ngồi rất lâu, suy nghĩ rất kỹ để bản thân Đình Bắc cần phải chỉnh đốn lại bản thân mình. Chắc chắn Đình Bắc sẽ gặp những vấn đề nào đó thì mới khiến cho các huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn hay là những cái người đàn anh người ta lo lắng đến như thế. Thì mình hy vọng rằng câu chuyện của Đình Bắc sẽ là đây sẽ là giải đấu mà Đình Bắc chứng minh được năng lực của mình, cứu vãn lại cái hình ảnh xấu của mình trong quãng thời gian vừa rồi bằng cái màn trình diễn ở trên sân. Và sau khi có được màn trình diễn tốt thì lúc đấy sẽ là lúc mà phải bình tĩnh tỉnh táo để tập trung vào bóng đá, bớt những câu chuyện bên lề đi. Hy vọng rằng là như thế. Cũng hy vọng trận này Đình Bắc sẽ là người ghi bàn thắng. Thế nhưng mà có một cái sự thật là với cái màn trình diễn mà tỏa sáng của Đình Bắc và không có một ai uốn nắn, không có một ai đứng đằng sau để mà chỉ bảo ấy. Sợ nhất là khi mà người ta tỏa sáng, cầu thủ trẻ tỏa sáng, họ lại nghĩ rằng mình là ngôi sao rồi. Và cái bệnh ngôi sao từ lúc trẻ sẽ là giết chết cầu thủ rất là nhanh các bạn ạ, rất là nhanh.
chúng ta có những tấm gương rất là lớn rồi. Thế thì hy vọng rằng những tấm gương đấy sẽ khiến cho Đình Bắc sẽ gọi là có được những bài học để không để bóng đá Việt Nam của chúng ta không mất đi một tài năng. Đình Bắc là một cầu thủ rất hay. Đội hình này tôi thấy khá ổn. Hải, Nguyễn Văn, Hello Tết Trần. Hôm nay Việt Nam chơi tưng bừng luôn. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một trận đấu tưng bừng đúng không anh em? U3 Việt Nam qua vòng bảng thì tôi sẽ có một khán giả tên là Phan Anh Tuấn có đang để lại những dòng comment khá là buồn cười khi mà nếu như tức là có thể là có những người người ta không tin rằng là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta vượt qua vòng bảng. Mình thì mình nghĩ rằng đội tuyển của chúng ta vượt qua vòng bảng chứ. Đây là cái điều mà hoàn toàn có thể xảy ra các bạn. Chúng ta có 3 trận đấu gặp U23 Kuwait hoặc U23 Malaysia, U23 Uzbekistan, chúng ta chỉ cần có được 6 điểm, 4 điểm chúng ta có thể xếp trình nhì bảng mà. Thì tại sao chúng ta lại nghĩ chuyện không có vòng bảng nhỉ? Mình thấy điều này đều có khả năng mà làm gì đến nỗi mà U23 chúng ta các bạn đánh giá thấp thế. Chúng ta có nhiều con người mà. 2-0 rồi. Như vậy là U23 Uzbekistan đã dẫn với tỷ số 2-0 Malaysia. Có thể được nói là U23 Malaysia là một đối thủ yếu so với chúng ta. Mình tự tin để mà nói điều đấy. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được một cái trận đấu tốt gặp U23 Kuwait, sau đấy là tiếp tục nuốt luôn cả ông Malaysia, U23 Malaysia nữa, đúng không? Thật kỳ lạ khi các lứa càng về sau càng lùn hơn các đứa anh. Cao nhất thì lanh quanh 1m8, cao hẳn như Văn Hậu, Hoàng Đức, Việt Anh. Như các đứa trước không thấy ai nữa cả. Comment của bạn G-Man. Cái điều này cũng là một cái điều mà mình cũng khá là lo lắng khi thực ra là cái lứa này của chúng ta đang có một cái chiều cao trung bình khá là thấp, hình như chỉ 1m77 hay sao ấy. Đây là một chiều cao mà rõ ràng là thấp, top một trong những đội bóng thấp của giải đấu. Thực ra ấy, về cơ bản thì người Việt Nam của chúng ta cũng là tầm vóc thấp, đúng không? Tầm vóc thấp không chỉ so với không cần so với châu châu lục đâu mà so với khu vực ấy. Thì người Việt Nam của chúng ta đúng là Singapore hay Philippines hay là Indonesia ấy, có cảm giác chúng ta lúc nào cũng bị nhỏ hơn, thậm chí bây giờ cả cả Thái Lan chúng ta cũng là những người cũng bị nhỏ hơn chúng ta. Đấy là cái gọi là nguồn gốc của chúng ta rồi, thành ra là để làm được cái điều mà gọi là có được những cái cầu thủ cao giáo thì các bạn biết được ngày xưa đội tuyển Nhật Bản nhá, hay đội tuyển Hàn Quốc ấy, là họ phải gần như là phải lên một cái đề án mang tính chất khoa học để gần như đi 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 đi, đi gọi là phối giống để tìm ra những cái cầu thủ cao ráo cao to đấy, hay là ở cả một số những cái lĩnh vực khác nhau ấy, họ cần một cái gọi là thể hình cao lớn, họ còn phải đi tìm các cái đối tác để làm sao mà có được cho sản sinh ra những đứa bé có cái gen trội đúng không, để cao lớn cơ. Thành ra đấy là cái điều mà nó là vấn đề về môn thủ. Các bạn có tin không, bố mẹ mà thấp mà mong muốn con cao ấy thì đấy là một điều thực sự rất là khó khăn. Uống sữa nhiều đến mấy, nhiều dinh dưỡng đến mấy thì cũng nó chỉ nhỉnh hơn bố mẹ được một chút đấy, thế thôi. Chứ còn bố mẹ thấp mà mong muốn con cao ấy, nó hợp với các bạn 10 người thì mình thấy được nếu mà quá bán thì gọi là giỏi, thế còn về cơ bản là rất là khó, bởi vì đấy là gen của mình rồi. Thành ra là chúng ta phải hiểu nguồn gốc của chúng ta là những con người thấp bé nhẹ cân, chúng ta từ xưa đến nay vẫn thế. Thành ra là để đối kháng với những môn bóng đá như này, để dùng thể hình với những cái môn như này thì thực sự là một điều không hề dễ dàng như nào chút nào cả. Thực ra trong trong bóng đá hiện đại bây giờ thì cũng có nhiều lối chơi, nhưng mà cũng phải nói thật là dù chúng ta nhỏ bé nhưng ít nhất chúng ta phải làm sao đạt được một cái độ dày của thân mình, hay là thể lực nó phải đạt được yếu tố đấy. Chứ còn chúng ta mong muốn cái chiều cao nó sánh vai với những cái đội bóng trong châu lục ấy, đấy là một điều rất khó. Thì chúng ta hãy dùng thể lực nhá, hãy dùng thể lực, hãy dùng độ dày, cái đấy thì chúng ta tập được các bạn ạ. Ví dụ chúng ta cao 1m7 nhưng mà chúng ta tập được cái thể lực thì chúng ta vẫn tập được đấy. Nhưng mà chúng ta mà thấp mà chúng ta muốn cao thì nó rất là khó, nhưng mà thể lực chúng ta tập được đấy, hay là kỹ thuật chúng ta có thể rèn luyện được đấy. Thì đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng hoàn toàn chúng ta rèn luyện được. Và khi mà có những cái nền tảng như thế thì chúng ta sẽ gọi là sử dụng những cái lối chơi nó phù hợp với cái sức vóc, tầm vóc của chúng ta để làm sao chúng ta đối đầu được với những cái đối thủ mạnh đấy. Ví dụ như ngày xưa các bạn thấy Barcelona đúng không, so sánh thì nó hơi khập khiễng, nhưng mà Barcelona ngày đấy thì
Xavi, Iniesta, Messi toàn là những cầu thủ rất là thấp. Jordi Alba, Dani Alves toàn những cầu thủ thấp đúng không? Hay là kể cả tiền đạo David Villa, Pedro, những cầu thủ của Barca lúc đấy rất là thấp nhưng mà thống trị bóng đá châu Âu, bóng đá thế giới trong một thời gian rất dài. Vì đơn giản là ngoài cái yếu tố về 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 gọi là chiều cao, họ có họ 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 lại bù lại bằng yếu tố về chiến thuật, về gọi là độ tinh quái, về bề dày, về thể lực. Những cái yếu tố đấy là những yếu tố vô cùng cần thiết cho bóng đá. Thế nhưng mà dẫu sao thì các trung vệ ít nhất là phải cao đã các bạn. Các trung vệ mà không cao thì gặp những đối thủ mà họ chơi bóng bổng thì thật chắc là chỉ thua thôi. Ok. Tiếp tục đọc comment. Bên anh có phóng viên nào đi Qatar không? Cũng phải chia sẻ thật với các bạn là lần này thì giải U23 Việt Nam, U23 châu Á lần này thì bên mình không có một phóng viên nào đi Qatar cả. Nó có nhiều yếu tố các bạn ạ. Yếu tố lớn nhất đó chính là cái việc mà cái giải đấu này là giải đấu mà tổ chức tại một đất nước khá là tốn nhiều chi phí. Thế thành ra mà thực sự là yêu nghề đến đâu đi chăng nữa, các bạn làm thế thôi, yêu nghề đến đâu chăng nữa, nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta thấy nó bị không hiệu quả ấy, thì chúng ta rất là lo lắng. Đây là một giải đấu mà rất là mới của đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta, thành ra là cái tất cả các báo đài đều rất là e dè trong cái việc là cử phóng viên đi. Vì các bạn biết đi Qatar, các bạn thử thử đi, các bạn đã biết là giá vé máy bay như thế nào, ăn ở sinh hoạt ra làm sao. Thành ra là cái mà đặc biệt là đây là một giải đấu trẻ và chúng ta phải gặp những đối trọng. Sau khi chúng ta vượt qua được vòng bảng đi chăng nữa thì trước mắt của chúng ta là biết bao nhiêu đội bóng mạnh. Thế thì ở đâu cũng thế thôi, chúng ta phải cân đối làm sao cho nó thật phù hợp. Nhưng mà yên tâm các bạn, có những ở ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có những cái phóng viên, có những người làm truyền thông, người ta sẽ cung cấp chúng ta những cái thông tin hàng ngày, hàng tuần để chúng ta có được những cái thông tin. Đấy, sau đó thì mình sẽ từ những thông tin đấy để gửi đến cho các bạn. Nhưng mà mình cũng phải nói thật với các bạn, nếu như trong trường hợp mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta, U23 Việt Nam chúng ta đi sâu vào vòng trong ấy thì chưa chờ không loại trừ khả năng là đích thân mình sẽ sang Qatar đâu. Thế thì chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng rằng là tôi sẽ được sang Qatar để được làm trận đấu chung kết U23 Việt Nam của chúng ta đã bước vào chung kết. Nói thật với các bạn lúc đấy thì lại địa chấn thôi. Đúng không ạ? Những ông bảo U23 Việt Nam không được qua được vòng bảng là những ông không biết gì về bóng đá. Ok. Một quan điểm rất hay của bạn Thanh Hà. Rồi, chiều cao trung vệ Việt Nam rất phù hợp đá giải Đông Dương ba nước láng giềng. Thực ra là nói thế thì cũng không hẳn đâu các bạn. Các cầu thủ như Lương Duy Cương hơn 1m8, Ngọc Thắng cũng sắp xỉ 1m8. Nói chung ấy, đương nhiên là so với những cầu thủ 1m9 thì đương nhiên chúng ta thấp hơn. Nhưng mà không nhất thiết là chúng ta phải cao ráo qua đến nỗi như thế để chúng ta để đá được một giải châu lục đâu, các bạn cứ yên tâm. Để chúng ta xem là chúng ta sẽ thi đấu như thế nào đã nhá. Còn đây mình chưa khẳng định, nếu như chúng ta thua toàn bóng bổng thôi thì ok, lời nói của bạn thì có thể đúng. Nhưng mà bóng đá hiện đại bây giờ thì chưa chắc đâu. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Em cao 1m82, hiện tại đang đá bóng phủi, nhưng năm sau em qua Đức đá, mong em có năng khiếu để về giúp Việt Nam đá World Cup. Ui, em Ân Phạm này không biết có phải là một tài năng không đây mà lại comment như này. Nếu như thế thì hy vọng rằng Ân Phạm sẽ đá ở vị trí tiền vệ các bạn ạ, bởi vì đội tuyển của chúng ta đang thiếu những cầu thủ tiền vệ có vóc vóc dáng cao to. Đội tuyển chúng ta lúc này cũng đã có Hoàng Đức. Bên cạnh Hoàng Đức thì ngoài Hoàng Đức ra đá vị trí tiền vệ trung tâm thì đang hơi ít những cầu thủ có tầm vóc cao ráo như thế, đúng không? Huấn luyện viên bây giờ rất giỏi, ông huấn luyện viên biết tiếng Anh, kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế. À, cái buổi họp báo trước trận đấu, một cái điều mình rất là thích khi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trả lời buổi họp báo bằng tiếng Anh. Đây là một cái điều thể hiện là huấn luyện viên Việt Nam của chúng ta lúc này cũng đang cập nhật mọi thứ, kể cả ngôn ngữ, kể cả triết lý bóng đá, lối chơi. Ngày xưa chúng ta còn đang rè rặt một chút liên quan đến vấn đề về gọi là huấn luyện viên nội thì yếu kém nhiều 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 thứ khác nhau. Nhưng thời điểm hiện tại thì thực sự với các bạn là khi mà biết được anh Hoàng Anh Tuấn, anh ý là một người tiếng Anh tốt, rồi là tìm hiểu cập nhật công nghệ tốt, đấy là một điều mình thấy rất là vui. Và điều này nó sẽ khiến cho chúng ta hoàn toàn tự tin là huấn luyện viên Việt Nam của chúng ta có thể dẫn dắt được đội tuyển Việt Nam để đá được những giải đấu quốc tế. Đấy là một điều thực sự mình hy vọng rằng đến một ngày là chúng ta có một huấn luyện viên nội các bạn ạ. Đội tuyển chúng ta có một huấn luyện viên nội. Không biết lúc này thì huấn luyện thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nghĩ đến chuyện việc đấy chưa, nhưng mà rất nhiều người cho rằng là
thời điểm này cũng nên cho huấn luyện viên nội thử sức, đặc biệt là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và chưa biết chừng nếu như cái giải đấu này mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt một cách thành công, làm một cái tịch kỳ tích đi, thì biết đâu anh sẽ được ngồi lên một chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam đang bỏ trống, đúng không ạ? Ừ. Mình cao 1m88 đang đá giải hạng 3 Bồ Đào Nha. Vâng, lúc này thì có lẽ là những cầu thủ ở châu Âu đang vào đây xem rồi các bạn. Có bạn trải chu comment như thế, tôi cũng rất kỳ vọng là anh em châu Âu nếu mà thực sự mà xem được cái livestream này thì anh em về giúp đất nước cái các bạn. Nếu muốn cao thì chờ lứa 2005, 2008 có một số cầu thủ cao 1m82, 83 rồi. Cái chiều cao nó là một vấn đề rất quan trọng. Chiều cao cũng quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn nữa đó chính là vấn đề về gọi là sức các bạn ạ. Cái sức nó cực kỳ quan trọng. Để các bạn biết bây giờ giải đấu U23 châu Á này ấy, là họ tính cái thời gian bù giờ ấy, không khác gì World Cup cả. Các trận đấu bù giờ sẵn sàng bù giờ 7 phút, 10 phút, 15 phút. Thì các bạn phải hiểu là đội tuyển các cầu thủ trẻ bây giờ không chỉ thi đấu 90 phút đâu, mà cái thời gian bóng chết bây giờ nó cũng ít. Thành ra là các cầu thủ bây giờ phải có một cái sức lực rất là tốt để có thể đuổi theo được quả bóng, để có thể theo đủ 90 phút. Thì phải làm sao mà có được một nền tảng thể lực tốt. Cao giáo là chỉ là một vấn đề thôi, nhưng mà không có sức thì chịu, không theo được. Cao thủ bây giờ ngày xưa thì có thể là chỉ đá khoảng 70 phút bởi vì nhiều thời gian bóng chết quá, bù giờ cũng ít. Đấy, cứ ví dụ ngày xưa anh em xem bóng đá Việt Nam là cứ tầm phút 70 là bắt đầu câu giờ rồi đúng không? Nhưng bây giờ thì không có chuyện đấy. Bây giờ thì chúng ta mà càng làm việc đấy thì chúng ta sẽ tự hại chúng ta ở đấu trường châu lục thôi, đấu trường khu vực thôi. Bởi vì bây giờ các giải đấu các bạn thấy hàng đầu như này toàn là những giải đấu mà họ bù giờ rất là nhiều thời gian và thời gian bóng chết rất là ít. Thành ra là cái sức vóc của chúng ta càng ngày càng phải cải thiện để đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Chúng ta có thể chạy khỏe trong vòng 45 phút, nhưng mà như thế chưa đủ. 45 phút chúng ta chơi thắng 3-0, 5-0 đi, nhưng mà đến hiệp 2 chúng ta không còn sức nữa, thì làm sao mà đuổi được quả bóng để mà giữ được tỷ số đấy, đúng không? Thành ra là cái sự đều đặn trong từng phút thi đấu đấy là một cái điều vô cùng quan trọng. Anh em xem, nói thật là so sánh nó hơi quá, nhưng mà thực sự xem các giải đấu hàng đầu châu lục sang hàng đầu thế giới, các bạn thấy bây giờ họ chạy đến phút thứ 90 họ vẫn chạy như phút đầu tiên, chạy không biết mệt, và cái quãng đường di chuyển của họ càng ngày càng nhiều. Ngày xưa thì chỉ 10 10 12 km, nhưng bây giờ thì nó lên rất là nhiều rồi, 15 17. Nói chung là càng ngày mình càng thấy các bạn xem bây giờ bóng đá, đặc biệt ngoại hạng Anh ấy, các bạn xem như điện tử, như điện tử luôn. Chạy ngày xưa sức nó yếu, thành ra khi mà chạy đến quả bóng để mà tạt ấy nó rất là khó khăn, hay là để ngoặt thì phải có sức. Nhưng bây giờ các bạn thấy họ làm những động tác đấy không khác gì một cầu thủ điện tử cả. Họ ngoặt xong họ di chuyển, họ lắc. Ui, các bạn phải hiểu là để mà làm được đấy thì quá nhiều sức lực. Đấy thì mình nghĩ rằng là cái chiều cao là một vấn đề thôi, còn cái sức lực, thể lực là điều cực kỳ quan trọng. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam nhé, Hồ Văn Cường là một trong những cầu thủ có thể lực tuyệt vời luôn. Đấy là một cầu thủ mà mình nghĩ rằng chơi ở vị trí hành lang cánh phải có một cái nền tảng thể lực nó bền bỉ. Mặc dù chơi, các bạn biết đâu chơi ở vị trí hai cánh ở thời điểm bóng đá hiện đại giờ là gọi là hai wing back ấy, là hai cái vị trí mà phải thực sự khỏe, ngốn thể lực kinh khủng. Đấy, nếu như mà không có nền tảng thể lực tốt thì không thể nào mà làm được điều đấy. Rồi, thời điểm này cũng là thời điểm cũng sát cái giờ diễn ra trận đấu rồi. Mình xin phép được dự đoán, đây là trận đấu mà đội tuyển chúng ta sẽ ra sân với đội hình 3-4-3. Đây, sơ đồ của chúng ta đây. Thế này mình dự đoán là đội tuyển của chúng ta sẽ chưa tấn công. Chưa tấn công. Đây, mình sẽ di chuyển lại đội hình xuất phát, nó sẽ kiểu như này. Đây là trận đấu mà chúng ta sẽ chưa tấn công. Hồ Văn Cường và Khuất Văn Cao sẽ chơi hai cánh. Đấy thì chúng ta sẽ chơi dày đặc một chút ở khu vực trung vệ, à khu vực trung tâm, khi mà Thái Sơn rồi thậm chí cả đấy Võ Hoàng Minh Khoa đá cặp nhá, là những cầu thủ có khả năng tranh chấp thu hồi bóng, và bóng sẽ được đẩy ra hai hai cánh khá là nhiều, ở giữa gần như chỉ để tranh chấp thôi. Đấy mình đoán thế, tranh chấp sau đó là đẩy ra hai cánh để tấn công biên. Đấy, thì chúng ta sẽ tận dụng, ví dụ mình đoán nhá, mình đoán đây này, mình đoán là đây cầu Bình Đắc sẽ dạt ra đây này. Đấy, sau đấy là thực hiện những pha tạt cánh vào bên trong cho hai cầu thủ này.
Đây, mình nghĩ rằng cái đội hình này nó kiểu như này. Đấy, mình nghĩ rằng là Hồ Văn Cường sẽ có nhiều khoảng trống ở bên hành lang cánh phải. Bởi vì khi mà chúng ta dồn nhiều cầu thủ ở phía trên hành lang cánh trái thì đồng nghĩa việc là đối thủ họ cũng phải dồn theo, đúng không? Thì thành ra là cái vị trí hành lang cánh phải rất là trống, thì chỉ cần một cái cú tỉa bóng của Khuất Văn Khang hay Thái Sơn sang cánh phải thôi thì Hồ Văn Cường có khả năng băng lên để chiếm lấy khoảng trống đang ở hành lang cánh phải các bạn đang nhìn trong màn hình kìa. Thì đấy là một trong những cách chờ của chúng ta, và bên trong có hai cầu thủ cao giáo chờ sẵn rồi. Thì đấy sẽ là cách để chúng ta tấn công và ghi bàn, vì chiều cao của Coet không cao. Thành ra là mình tin rằng là bóng bổng sẽ là một trong những một phương án tấn công rất cụ thể của chúng ta để có thể có được những bàn thắng trong những phút đầu tiên của trận đấu. Trong hiệp 1 của trận đấu chúng ta sẽ phải ghi bàn luôn. Và mình nghĩ rằng là Văn Tùng và Nguyên Hoàng sẽ đều có khả năng ghi bàn. Một trong hai cầu thủ này sẽ có được bàn thắng trong hiệp 1. Vào hiệp 2, trong trường hợp chúng ta vẫn chưa có bàn thắng nhá, chúng ta sẽ có hai khả năng. Trong trường hợp chúng ta vẫn chưa có bàn thắng thì khả năng Quốc Việt đấy, hay là Vĩ Hào sẽ tung vào sân để đẩy ra gia tăng sức sức tấn công nhá. Và có thể Võ Hoàng Minh Khoa sẽ ra để Khuất Văn Khang di chuyển vào vị trí đó. Thì chúng ta sẽ chỉ có một tiền vệ thu hồi bóng là Thái Sơn thôi. Còn Khuất Văn Khang sẽ đóng vai trò kiến tạo và Võ Hoàng Minh Khoa sẽ ra, và vị trí hành lang cánh trái sẽ được án ngữ bởi Văn Toản. Văn Toản tập rất nhiều phạt góc rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi tấn công cánh và nhồi bóng bên trong, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm những quả đá phạt góc của Văn Toản nữa. Đấy là trường hợp chúng ta vẫn chưa có bàn thắng. Thế còn trường hợp chúng ta có bàn thắng rồi thì khả năng là chúng ta sẽ giữ nguyên một đội hình này một chút. Đến tầm phút thứ 70 thì một trong hai tiền đạo sẽ được rút ra. Có thể Văn Tùng, có thể Nguyên Hoàng sẽ được rút ra để đẩy vào đấy một cầu thủ có khả năng chơi xông xáo, ví dụ như Vĩ Hào, ví dụ như Quốc Việt, để có thể co về phòng ngự cùng các cầu thủ còn lại. Đấy là trường hợp tích cực nhá. Chưa có bàn hoặc có bàn. Thế còn trường hợp mà chúng ta để thua trước ấy thì mình nghĩ rằng là càng phải tung thêm tiền đạo vào mà chơi thôi. Đấy là một số những cái dự đoán của mình trong trận đấu này. Hy vọng rằng là đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ có trận thắng. Rồi nói gì thì nói, thì mặc dù niềm tin của nhiều người cũng bị cạn, nhưng mà đây là một trang sử mới của bóng đá Việt Nam. Mình hy vọng rằng sẽ là cơ sở để chúng ta tin rằng là đội tuyển của chúng ta sẽ có thể giành được chiến thắng, đúng không ạ? Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Và nếu như chúng ta giành chiến thắng thì các bạn nghĩ sao, đúng không? Khi mà đây là một cái giải đấu trẻ và một trang sử mới, đây biết đâu sẽ là một cái làn gió mới thổi vào bóng đá Việt Nam và các cầu thủ này sẽ được nhiều người biết đến. Đây cũng là lúc mà chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt rồi. Trận đấu này sẽ được truyền trực tiếp trên một số những nền tảng như FPT này, TV360, các bạn hãy vào đấy để theo dõi. Và bây giờ thì cũng sẽ được khép lại livestream tại đây, trước trận đấu tại đây. Sau trận đấu chúng ta sẽ còn có những bàn luận trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi livestream tiếp theo ở trên kênh Tết Trần TV. Chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta, U23 Việt Nam của chúng ta giành chiến thắng. Chúc cho các bạn có một buổi tối xem bóng đá thật là vui. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được những thông báo khi chúng ta có những buổi livestream, có những cái talk show hay là cái tin tức của chúng tôi lên sóng. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.